Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì tôi và các bạn sẽ cùng nhau đến thăm một trong những thành phố cực kỳ thú vị trên thế giới. Các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh ở phía sau tôi, đằng sau tôi không ạ? Các bạn có thấy nó có quen thuộc với các bạn trên phim ảnh hoặc là trên truyền hình không ạ? Đây là một thành phố mà tôi muốn giới thiệu là nó là một thành phố thú vị. Nó tên gọi của nó là Công quốc Monaco hay thành phố Monaco. Đây là thành phố cũng đồng thời là công quốc, là một quốc gia và nó thuộc Pháp. Điểm thú vị về thành phố này mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là thành phố này là thành phố nhỏ thứ hai trên thế giới. Nó chỉ là thành phố mà lớn hơn so với lại tòa thánh Vatican của Ý mà thôi. Điểm đặc biệt về thành phố này, diện tích của nó là diện tích rất nhỏ. Diện tích của nó là chỉ có 2 km vuông. Một diện tích 2 km vuông là cực kỳ nhỏ các bạn. Các bạn, và các bạn biết là đây là nơi mà là nơi sinh sống của khoảng 38.000 người. 38.000 người. Điểm thú vị về thành phố này tiếp theo mà các bạn có thể lưu ý và để ý tới, đó chính là thành phố này là nơi mà có tới 30% dân số của thành phố là triệu phú đô la hoặc là multi-millionaire, tức là đa triệu phú. Tiếng Anh thì 1 triệu đô la, tỷ triệu phú đô la có nghĩa rằng là khi bạn có 1 triệu thì người ta gọi là triệu phú đô la. 1 triệu đô đó. Còn khi mà bạn có nhiều triệu đô la mà tiêu chuẩn của nó là phải từ 15 triệu đô la trở lên thì bắt đầu các bạn gọi là multi-millionaire, tức là những người siêu triệu phú đô la. Và 30% dân số của thành phố Monaco này và công quốc Monaco này là triệu phú. Có nghĩa rằng là khi bạn đi trên đường, bạn gặp 10 người thì cứ 3 người là người dân của thành phố này, ngoại trừ khách du lịch. Tất nhiên là ngoại trừ khách du lịch là triệu phú đô la. Và điểm đặc biệt của thành phố này, khi mà các bạn nhìn vào giá nhà đất và bất động sản của thành phố này thì các bạn mới thấy là con số cực kỳ khủng khiếp, và tôi thấy là cơ hội rất nhiều cho Việt Nam. Là các bạn có thể đoán được diện tích trên 1 m² của một căn hộ của thành phố Monaco là bao nhiêu không ạ? Diện tích trên 1 m² của một căn hộ của Monaco bình quân là khoảng 68.000 đô la. 68.000 đô la, và giá nó dao động từ khoảng là 60.000 đô la đến 145.000 đô la 1 m². 1 m² các bạn. Không phải là nó chỉ là 2.000, 3.000 đô hoặc là 6.000 đô. Các bạn thấy là ở Hồ Chí Minh hiện nay có một số căn hộ siêu sang của một số tập đoàn họ đang chào bán với giá 6.000 đô, 8.000 đô la trên 1 m² ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã thấy đây là một con số rất là khủng khiếp, là vượt qua sức mua của rất là nhiều người. Nhưng ở thành phố này thì các bạn thấy là nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Và khi tôi làm cái video này, tôi giới thiệu các bạn về cái thành phố này không phải là để giới thiệu với các bạn rằng là tôi đã đi đâu làm gì, mà đơn giản nó chỉ là tôi cảm thấy rằng là đây là một cái cơ hội cực kỳ lớn nếu các bạn có thể tận dụng và các bạn nhìn thấy cái cơ hội ở đây. Và tôi cũng không làm video này với mục đích là giới thiệu và tìm kiếm một cái cơ hội để định cư hay là khuyến khích chúng ta phải đi đâu để làm gì đó để định cư, mà tôi làm video này để tôi thấy rằng là khi chúng ta đi ra ngoài thế giới, chúng ta cần phải quan sát và mở rộng cái đầu óc của mình ra rất nhiều để học hỏi. Thì đây là lần thứ hai tôi đến Monaco, và lần nào tôi đến Monaco thì tôi cũng thấy rất là nhiều những ấn tượng, và những ấn tượng nó rất là nguyên vẹn và như mới. Tôi nói thí dụ với các bạn đó đơn giản là các bạn nhìn những cái kiến trúc như thế này đi ạ. Chúng ta nói về giá của bất động sản. Đây Monaco thì các bạn thấy không? Ở phía đằng xa nó cũng là đồi núi và các cái công trình của nó xây dựng rất là hài hòa và với cái quy hoạch và kiến trúc cực kỳ là bài bản đẹp mắt, cũng như là những đường xá được manage, được quản lý rất là sạch sẽ. Và ở phía xa xa mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó chính là vịnh vịnh Monaco. Vịnh này thì nhìn sang bờ biển Địa Trung Hải. Khi chúng ta ra ngoài thế giới vậy thì chúng ta cần phải học hỏi cái gì, và chúng ta có thể áp dụng được điều gì đó cho Việt Nam, và chúng ta có thể làm được điều gì hay không. Thì các bạn cũng nhìn xuống vịnh, vịnh của Monaco rất là đẹp. Có cực kỳ nhiều những du thuyền và an bình. Ở nơi đây là tập hợp rất là nhiều, các bạn có thể nhìn đi ạ. Tập hợp rất là nhiều những du thuyền hạng sang hàng chục triệu đô, thậm chí có những cái hàng trăm triệu đô la. Và chi phí để maintenance cho cái du thuyền này thì cũng rất là lớn. Và khi mà tôi đi như thế này và tôi nhìn ra thế giới thì cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ở cái việc là chúng ta áp dụng được những cái cách chúng ta suy nghĩ và nhìn như thế nào. Thì nhìn vào thành phố Monaco này thì thứ nhất là tôi thấy cái cơ hội cho đầu tư là cực kỳ nhiều. Bởi vì
nếu chúng ta tạo được một môi trường kinh doanh, một môi trường đổi mới, một môi trường sáng tạo thì sẽ có ngày càng nhiều những người doanh nhân của chúng ta giàu có hơn. Và nhờ đó mà cơ hội đầu tư của Việt Nam của chúng ta cũng như là cái cơ hội để cho bất động sản của chúng ta ngày càng phát triển. Và cái thứ hai nữa, nếu các bạn nhìn cái quang cảnh của Monaco như thế này thì các bạn có thể học được một thêm một điều nữa, đó là nếu chúng ta biết cách xây dựng thương hiệu, biết cách làm marketing, cũng như chúng ta có một cái mục đích khi chúng ta khởi sự một kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản, thì chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ, đó là chúng ta làm một để lại một cái công trình gì đó cho muôn đời sau, chứ không phải là cái lối làm ăn chộp giật như hiện tại, tức là chúng ta lừa khách hàng, chúng ta bán được cho khách hàng xong rồi là thôi. Mà các bạn nhìn thấy những công trình theo lối kiến trúc của Monaco như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là những cái công trình này nó trường tồn mãi mãi. Và tất cả những nhà phát triển bất động sản ở đây, lần thứ hai tôi trở lại Monaco là các bạn có thể thấy rằng là những cái công trình vẫn tiếp tục được xây dựng mà mọc lên rất là nhiều. Đây ạ, mọc lên rất là nhiều. Và họ có quy hoạch. Và mỗi lần khi tôi hỏi cái người chủ mà khách sạn tôi đang ở, họ đang xây cái khách sạn phía sau, đằng sau tôi ạ, khách sạn đang được xây, thì họ nói là những công trình này họ muốn làm là để lại khẳng cho đời người đời sau hàng cả trăm năm, chứ không phải là chỉ là xây dựng và để lại trong vài chục năm. Và đó là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và các bạn nếu thấy rằng là chúng ta khi đi ra ngoài thế giới, chúng ta cần phải phát triển cái kỹ năng, đó là chúng ta mở mắt to ra để chúng ta nhìn thấy những cái điều gì hay. Và đặc biệt đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cái lợi thế cạnh tranh cũng không hề thua kém những quốc gia như Monaco hay là Geneva hay là Zurich của Thụy Sĩ. Chúng ta có bờ biển trải dài, chúng ta có những bờ vịnh rất là đẹp như là vịnh Hạ Long hay như bờ biển Đà Nẵng. Chúng ta có Nha Trang, chúng ta có Bình Thuận, chúng ta có Vũng Tàu. Tức là chúng ta có được thiên nhiên ưu đãi. Còn cái cách mà chúng ta cần phải làm và chính bản thân chúng ta cần phải làm, đó là tư duy của chúng ta là tư duy dài hạn. Tư duy của chúng ta là tư duy đầu tư. Đầu tư cho một những cái tương lai, đầu tư cho những cái gì nó có thể trường tồn mãi mãi. Và đặc biệt hơn, khi mà chúng ta làm một cái điều gì đấy, chúng ta luôn luôn nghĩ đến làm thế nào để thu hút được những nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới, họ quay trở vào với Việt Nam. Và họ làm thế nào họ được hấp dẫn bởi cái thương hiệu của chính bản thân chúng ta và công ty của chúng ta, cũng như là cái thành phố của chúng ta. Và chúng ta phải biến nó trở thành một trong những cái kim chỉ nam và cái hành động để chúng ta sống. Thì đó là một số những cái chia sẻ của tôi về Monaco và cái thành phố này. Và tôi hy vọng rằng là video của tôi cùng một số thông tin chia sẻ nhỏ nhỏ như vậy sẽ hữu ích với bản thân bạn. Và nếu có cơ hội thì tôi lại một lần nữa khuyên bạn, nếu các bạn có cơ hội thì hãy đến thành phố này, hãy mở mắt ra và hãy nhìn thấy tất cả thế giới quả là rất là rộng lớn. Và tôi xin mượn lời một cái cuốn sách rất là nổi tiếng của thần tượng của tôi là ông Kim Gu Chung, là thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Và bạn, chính bạn là những người trẻ hoặc là những người xem video này cảm thấy hữu ích thì hãy chia sẻ và comment ở bên dưới phía cho tôi biết là bạn đang suy nghĩ gì. Và đừng quên hãy subscribe kênh thông tin của tôi để có thêm những thông tin mới hơn về chia sẻ về phát triển bản thân, về business và startup, cũng như về đầu tư, về tài chính cá nhân. Và tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của tôi và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.